mình quen nhau bao lâu nay mà sao em vẫn không chịu gặp mặt anh vậy? Em vẫn chưa sẵn sàng, anh đợi em một chút thời gian nha. Sao vậy Mai? Bà ơi, bà giúp tôi với. Bà ra nói với ông Hoàng Anh á là tôi không có nhà nhá. Đi đi đi. Sao bà không chịu gặp ổng vậy? Tại tôi sợ bộ dạng đen đuối của tôi á khiến anh ấy bỏ tôi mất. Thôi bà lấy này dùng đi. Đây là tấm chắn cao cấp 30 giây, nguyên liệu nhập khẩu 100% đó. Có 3 công dụng lận: tẩy da chết nè, tắm nâng tông nè, miệng da còn thơm nữa. Bà đúng là cứu tinh của tôi, cảm ơn bà nha. Anh Hoàng Anh. Ồ, Mai, là em sao? Nhìn em xinh hơn là anh tưởng tượng đấy. Bây giờ mình đi ăn nhá. Hãy đi tắm trắng cao cấp 30 giây khiến bạn tự tin tỏa sáng nhé.